không cắn cái nạc, cắn cái mỡ. Heo mỡ về rửa sạch với muối với giấm em à, cắt nhỏ ra bỏ vô nồi chiên không dầu, bỏ vô kín nồi rồi thì chỉnh 180 phút, trong 180 độ trong 10 phút, cứ 10 phút một lần là mình sẽ mở ra để mình đảo mỡ. Mỡ đã cơ bản khô lại, bây giờ mình sơ lại xíu. Nói chung là đã chín rồi đó, bây giờ mình vẫn tiếp tục như vậy trong 10 phút nữa. Rồi lần cuối cùng đã xong, rất ngon. Bây giờ mình vớt ra thôi. Giòn quá. Nghĩa là hơn thua cái khúc 200 đồng. Ngon quá. Mày mà ra rất tài. Ngon giả mà. Mày là thánh thịt mỡ. Đó chờ người lỡ ăn thôi. Mì rất là mê món này luôn. Nó không cắn cái nạc, cắn cái mỡ.